Hey BD, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh vlog của mình. Và cho những ai lần đầu xem vlog của mình, kênh của mình là Aaron Sài và mình là Aaron. Nếu như các bạn chưa subscribe kênh của mình thì các bạn nhớ hãy subscribe kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ mang tới một câu chuyện khác trong cái chủ đề là những lần hứng khi còn nhiều đồng của mình á. Không đợi các bạn để lâu nữa, mình cũng bắt đầu vào chủ đề ngày hôm nay thôi. Here we go! Thì như cái vlog trước mình có chia sẻ thì cái tuổi thơ của mình nó trôi qua cũng khá là bình thường, cũng không có gì gọi là đặc biệt hết. Nhưng mà trong cái sự bình thường và không đặc biệt đó, mình lại có một cái sự mê trai, một cái cảm xúc dành cho tình dục rất là lớn luôn. Nên mình muốn là làm một cái vlog dài kỳ về những để chia sẻ về những câu chuyện đó. Thì như cái tập trước đó thì mình có chia sẻ là mình được nhìn quần xịp và nhìn lông chuối của cái thằng bạn thân khi mà mình học lớp 6. Thì hôm nay mình xin phép là chia sẻ về một cái câu chuyện khác. Mình không nhớ chính xác lúc đó là mình học lớp 7 hay lớp 8, nhưng mình nghĩ là từ từ lớp 6 đến lớp 8 thôi, chứ thật ra lớp 9 là mình đã bắt đầu là gọi là lớp lớp 8 là cuối năm lớp 8 là mình đã biết mùi chuối là gì, mình đã biết ăn chuối là gì, mình đã biết tình dục là gì rồi. Thế là mình đã bị mất trinh từ cuối năm lớp 8 rồi, nên không thể nào mà vào khoảng thời gian sau từ năm lớp 8 trở đi được. Thì mình cái câu chuyện này xảy ra vào từ năm lớp 6 tới năm lớp 8. Thì trong cái khoảng thời gian đó, thì lúc đó các bạn biết ngày xưa cái thời của mình thì hay có cái gọi là cuốn tạp chí mà tiếp thị gia đình á. Nếu như những ai mà đồng trang lứa với mình từ 9X á, những 9X đời đầu á, thì có thể sẽ biết được cái trang báo tiếp thị gia đình là cái gì. Thì ngày xưa mình đọc báo tiếp thị và gia đình, thì trong cái mục đó là sân khấu điện ảnh. Mình không nhớ chính xác là một sân khấu điện ảnh hay là một thế giới showbiz hay là thế giới nghệ thuật, hay là đại khái là những cái tin tức mà liên quan tới nghệ thuật, ca sĩ, diễn viên đó. Thì có một cái bức ảnh kia là chụp một cái nam ca sĩ, bây giờ mình không còn nhớ tên cái nam ca sĩ là nam ca sĩ gì nữa. Nam ca sĩ đó mặc gọi là mặc một cái quần trắng ngồi chụp hình nghiêng vậy đó các bạn. Thì các bạn cũng biết là cái thời điểm đó là quần boxer là nó chưa có phổ biến, nên tất cả các quần lót mà nam giới mặc đó đều là hình tam giác hết. Trên cái tấm hình mà các bạn nam ca sĩ đó mặc á, nó lộ hẳn cái vân quần lót lên trên cái tấm hình luôn, tại vì bạn đó mặc cái quần màu trắng. Các bạn biết mặc cái quần màu trắng á, nó rất là dễ bị hằn cái lằn quần lót. Hiện tại ngay cả bây giờ luôn, mình mặc boxer mà nó vẫn còn hằn. Nếu như mà mình mặc quần trắng, mình mặc boxer ở trong luôn thì nó vẫn hay hiện những cái lằn ngang ngang á. Nói chung là mặc quần trắng á, nó rất là dễ thu hút sự chú ý của mọi người. Thì cái thời điểm đó, cái nam ca sĩ đó mặc cái quần trắng ngồi chụp hình với bạn, kiểu như ngồi trong siro thì ngồi nghiêng vậy nè. Thì mình thấy trên cái quần á là hiện lên cái lằn quần lót xé xuống vậy. Mà mình nghĩ là ngày xưa người ta cũng không để ý tới cái vấn đề đó đâu, kiểu như là người ta cũng không quan tâm tới cái chuyện mà là phải Photoshop cho nó xóa đi cái lằn quần lót đó. Người ta cũng không nghĩ đó là cái gì đó vấn đề quá to lớn. Nhưng mình đã tìm ra được cái hình ảnh đó, kiểu như là mình đã tìm ra được cái gọi là cái điểm đó. Trời ơi, tự nhiên mình xem xong, lúc đó nam ca sĩ đó cũng khá là đẹp trai, khá là điển trai, tự nhiên xem xong cái hình đó thấy được cái lằn quần lót đó, tự nhiên bị nấn trong người nha mấy má, tự nhiên là bị hứng trong người, xong rồi lập tức là vô vệ sinh á, xong rồi tự tự sụp, xong rồi tự tự thủ dâm, xong rồi tự tưởng tượng là ở trong đó là nam ca sĩ đang mặc cái quần lót màu gì, đang mặc cái quần xịt màu gì, màu trắng, màu đen, màu xám hay màu nâu, màu đỏ, đại khái là vậy. Tự nhiên mình ngồi mình tưởng tượng, xong rồi cái bức hình đó, cái chủ đề đó, và mình đã thật ra là mình thủ dâm gần một tuần lễ luôn, kiểu như là cái sự sung sướng nó là cái gì đó gợi dục cho mình ha, mỗi 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 ngày luôn. Nói chung là trong suốt một tuần đó luôn, là ngày nào mình cũng lôi cái hình nó ra để mình tự tưởng tượng là bên trong nó là cái quần lót màu gì, cái quần xịt màu gì, nếu như mình được chơi, nếu như mình được sờ, được nắm, được ngửi thì nó sẽ như thế nào. Xong rồi mình tự thủ dâm mình và tự ra luôn. Thì đó là câu chuyện thứ hai trong cái chuỗi sorry là những tình huống hứng khi mà còn di động của mình. Và một cái câu chuyện đó rất rất là ngốc ngốc xích luôn, và kiểu như rất là stupid. Rồi, có thể gọi là ngu ngốc quá, nhưng mà mình muốn chia sẻ với các bạn giống như một cái câu chuyện gì đó vui thôi, để mà mình trao đổi ở đây thôi. Thì nếu như các bạn có những chủ đề, những cái câu chuyện, những cái câu hỏi nào đó các bạn muốn hỏi mình, các bạn có thể comment trực tiếp ở cái vlog này, hoặc các bạn có thể inbox trực vào page của mình là Aaron Sang và Sang Thật Sự. Mình có để tên page của mình cùng với những cái trang cá nhân khác của mình á ở trên màn hình để cho các bạn dễ tìm kiếm. Thì chẳng biệt tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã xem hết vlog này. See ya.